Tùy bác à, ông làm gì nó có đánh gì, bình thường nó đâu đánh tôi đâu. Đi chết về phía bên phải đó, chết về phía bên phải của cái tòa nhà đó, bên trái ở à, bên trái chứ, cái tòa đầu tiên mà lúc rồi mình tỉnh dậy á. Cứ mình giết được nó, giết chứ rồi. Đi con chó, đúng là cửa người dễ giết không.